bộ karaoke sử dụng loa DAT của Tây Ban Nha. Một đôi loa hát rất là hay như các bác nhé. Và không gian này của chúng ta là 75m², rất là dài. Phía trước của tivi thì không kê được loa nên em quy kê ở phía ngang và đánh xuyên suốt tới phần cuối của bếp luôn. Và trong bộ này thì âm thanh có dùng thêm một con súp 50 của CAS, một con súp hàng bãi đời rất là mới, cực kỳ chất lượng của CAS. Tiếng bát chép của con này đánh thì cực kỳ là ok. Tiếng mic thì không phải nghĩ luôn. Với không gian rộng như thế này, âm thanh kê theo hướng ở bên gần phía người ngồi. Đấy, tránh xa khu vực tivi ra vì khu vực tivi có một cái bàn thờ thần tài. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại. Về bộ máy của chúng ta thì sử dụng một cái đời 4 kênh, một con số, một bộ mic không dây và một quản lý nguồn để tiện cho việc bật tắt, rất là tiện lợi. Combo của ARF nha anh em nhé. Chế độ bảo hành 2 năm chính hãng, lỗi đổi mới cho anh em toàn quốc. Đấy, một con đẩy 4 kênh, em thanh dồn kênh lại để đánh súp và hai kênh đầu để em thanh có để đánh loa, cực kỳ chuyên nghiệp. Lỗi bảo hành đổi mới trong 2 năm nha anh em nhé, rất là chất lượng. Bộ combo này tổng trị giá 50 triệu. Đấy, đã bao gồm quà tặng các kiểu. Đấy, gửi tới nha. Bộ karaoke hơn 50 triệu, hơn 50 triệu. Cho không gian nào phải được khoảng tầm 65-70m². Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa. Tại vì ai mà duyên ta nói gì cũng vui, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn buồn. Trách ai quên tình bao ngày chạy thêm duyên muôn, lỡ yêu thương người nếu xưa không hẹn bây giờ đâu là hồn. Bầu mình ơi, dù lỡ xa nhau rồi, dù bao chắc chờ xin người trở về cầu về. Chuyện tình xưa dù sao quên chúng nói, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu là hồn. Nếu xưa đôi mình không cùng đường quên chúng lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu là hồn. Không cần dây luôn, rất là chuyên nghiệp. Chạy theo duyên tình bao ngày, chạy theo duyên mơ, lỡ yêu thương.